mười mấy năm qua anh được mấy mối tình rồi? Em nói chung là trước giờ chưa có bạn gái luôn. Và bây giờ xin mời bạn nữ của cặp đôi đầu tiên. Chào chị, mời chị ngồi đây. Tường xin chào chị ạ. Chị tự giới thiệu chị bao nhiêu tuổi và chị tên gì, chị đang làm việc ở đâu? Mình tên là Hân, 42 tuổi. 42 tuổi. Làm gì vậy? 42 gì đâu la dữ vậy? Đây không là phải, ta có điều ta, ta ngạc nhiên rồi, từ từ rồi. Đâu ngạc nhiên. Dạ, bây giờ nè, coi chàng trai bên đây xuất hiện coi bốn mấy nè. Xin mời chàng trai. À, chào anh. Giới thiệu em là Quyền Linh, 45 tuổi. Anh tên gì? Anh là Lê Văn Trương, năm nay 41. Lê Khoa Trương. Lê Văn Trương. Lê Văn Trương. Đang làm nghề gì? Em hiện giờ đang là lắp ráp mấy cái thiết bị như mấy cái bồn tắm, mấy cái bình nước nóng rồi cho mấy khách sạn đồ người ta xây mới đó anh. À, anh làm nghề đó bao nhiêu năm rồi? Em làm đó cũng 3-4 năm rồi. 41, bên đây 42. À, nhất gái lớn 2, nhì trai lớn 1. Bạn này nhỏ hơn 1. Ôi chị Hương ơi, 42 tuổi thật luôn á hả? Ồ, sao chị trẻ dữ vậy? Trẻ không? Trẻ, bởi vậy hồi nãy nó giới thiệu 42 em mới ngạc nhiên, em mới hỏi lại chứ không phải tự nhiên mà ta gần nó 42 có các ý người ta. Có 25 mà nhìn như 65. À, chị Hương ơi, vậy hồi nãy chị chưa có giới thiệu là mình đang hiện giờ mình đang làm việc ở đâu hả chị? Bán tại nhà. À, muốn bán tại nhà. Dạ. Vậy từ trước giờ chị đã có người yêu chưa? À có. Có. Có nhưng mà lâu lắm rồi. Lâu lắm rồi hả chị? Lúc trẻ. Bây giờ chị cũng trẻ vậy. À, vậy là mình chia tay mối tình đó tới bây giờ là bao lâu rồi chị? Chắc mười mấy năm á. Mười mấy năm? Ủa vậy là trong mười mấy năm qua thì không có mối tình nào hết sao? Có quen bạn thôi chứ không có quen thân thiết. Ồ, tại vì sao vậy? Thấy không muốn quen. Tại sao là không muốn quen? Chắc là có lẽ là mất cái niềm tin vào tình yêu đúng không chị? Dạ. Chị không tin đàn ông nữa hả? Không tin vào mối tình đầu thôi. Chứ đàn ông giờ ai cũng tin hết chứ. À, anh Trương, sao anh buồn quá vậy? Anh đang suy nghĩ điều gì? Tại nghe bên kia nói. Nghe nói đang lắng nghe em. Anh nghe thấy bên kia là mất niềm tin vào đàn ông rồi. Anh thấy sao? Chắc là tại gặp cái cú sốc gì xong rồi người ta không biết tin với anh. À, là sao? Mười mấy năm qua anh được mấy mối tình rồi? Em nói chung là trước giờ chưa có bạn gái luôn. Cái gì? Ủa? Chưa có quen ai luôn anh. Cái này là ta nói còn zin nè. Anh nói thiệt hay nói giỡn á anh? Thiệt không anh? Không, cũng có nhưng mà cũng mười mấy năm rồi. Mà lúc trước quen cái dạng thời đó quen đi học rồi quen cho biết vậy thôi chứ không phải là bồ bịch. Quen cho biết vậy đó hả? Mình hỏi thiệt là mối tình đầu nó hung chưa? Chưa anh ơi. Chưa luôn. Thấy gì ta? 41 tuổi mà chưa hung. Chưa có mối tình nào hết đó chị ơi. Chưa tình nào hết. Anh gặp phụ nữ đứng cái bên anh có hồi hộp run rẩy hay là lo lắng hay không? Có, không có hồi hộp run rẩy nhưng mà mỗi lần gặp phụ nữ là như cục đất mà không biết nói gì. Không biết nói chứ hả? Vậy là tao nói nhát gái nè. Đúng rồi, anh nhát lắm rồi. Nhưng mà em hỏi thật hay, nhưng mà anh có thích con gái không? Có như vậy. À. Thích không? Thích không? Thích con gái thấy thì thích. Anh thích phụ nữ dạng như thế nào? Em thích gái mà nhìn ăn mặc gọn gàng thôi anh. Tính tình thì hiền. Ừ. Ui dễ quá, sao đó giờ chưa gặp hả? Trời ơi. Có rồi, nhưng mà dạng như cũng có thương thầm nữa anh. Thương thầm thương nữa? Không nói. Thương thầm bao nhiêu người rồi? Ít là 1-2 người anh ơi. Trời ơi, đàn ông mà nhát gái vậy rồi làm sao 41 tuổi mà chưa có mối tình nào dắt dai là chết rồi. Chị Hưng nghe bên kia ảnh nói anh đó giờ ảnh chưa hung luôn đó. Chị thấy sao? Không ổn. Không ổn? Sao lại không ổn chị? Có gì đâu không ổn, này tốt à. Hiền quá. Hiền quá hả? Chị không thích người hiền hả? Bản lĩnh. Cái hiền với cái bản lĩnh nó không có liên quan đâu. Người ta hiền người ta vẫn bản lĩnh mà. Ờ, nhưng mà em muốn hỏi là lý do tại sao chị lại tham gia chương trình, trong khi chị nói là bao nhiêu năm nay chị không có thích chị... Trong thời gian đó là nuôi cháu. Nuôi cháu. Xong rồi cái gần đây á, một người bạn mới đăng ký giùm. À, và ngày hôm nay thật sự trong lòng chị có muốn là có được một cái, tìm được một người bạn có thể đi cái đường dài với mình, nói chung là một người bạn đời ở chương trình này hay không? Cũng muốn mới đến đây. Bây giờ em hỏi chị nha. À, vậy cái chuẩn người đàn ông lý tưởng của chị như thế nào? Nhìn thấy mới tương xứng. À, tương xứng là như thế nào? Về mọi thứ. Cỡ anh đó được không? Được không? Làm gì hồi hộp vậy? Cũng còn rung. Cũng còn rung hả? Bên đây được lắm. Phải không? Được. Sao chị? Giờ có nôn nóng gặp anh bên đây không? Giờ rất nôn nóng. Chị có vẻ hơi e lệ, em vẫn e lệ. Anh bên kia còn e lệ nhiều hơn. Giờ làm sao chứ?
chút gì chị qua chị ôm hung ổng đại cái. Ổng chưa được hung lần nào luôn. Hung theo ổng luôn ổng xỉu liền á. Đấy đó, làm đại thử cái con sao. Mạnh dạn lên. Em sợ nó xỉu đại mà. Hả? Để xỉu đâu có sao đâu chị. Nó không xỉu sao đâu. Em đỡ không nổi đó. Xỉu các tường đỡ. Gì vậy? À, chị có cái chuẩn người nào chị muốn không? Chịu cao, ốm, mập à, bên này mập lắm á, được không? Đây là 9 mấy ký á, được không? Cân đối. Cân đối ha. Vậy mới là khó đó. Tương đối, em đâu có biết cái tương đối của chị là sao đâu mà em... Biết đâu gặp, ai biết được. Trời ơi, mấy người mà không có đưa ra cái chuẩn mới khó. Ngồi lên coi, ngồi cười lên, thẳng lên. Giống như gà rù vậy sao được. Dạ, chào anh. Thẳng lên, ngồi thẳng lưng lên, cười tươi lên coi. Cười tươi lên. Bây giờ ví dụ nè. Ví dụ giờ anh coi như em là chị bên kia đi. Thí dụ giờ đầu tiên họ kéo màn lên, anh nói gì với em, anh làm gì anh làm thử. Hùng. Không được. Hả? Em hỏi thăm bình thường, hỏi là nhà ở đâu rồi. Hỏi chi nữa, nãy giờ hỏi rồi. Giờ gặp cái ông Hùng được không? Hùng tay được không? Nắm tay. Thôi em không. Trời ơi. Nắm tay xã giao thôi. Giờ hung cái từ thử cái con rung không? Thôi hung. Hung đi. Hết rồi. Thì cho hung mà hung đại đi. Hung miếng coi. Hung miếng coi nào. Thấy chưa, năn nỉ hung mà hung nữa. Thôi. Mà hung đúng cơ, trong rung quá trời luôn. Em nhát gái lắm chị Tường ơi, nhát lắm. Nhát lắm không sao, trời ơi. Em mà mỗi lần em gặp mà gái, thí dụ mà đối tượng em thích là em ngồi là em thiệt ngồi riết người ta chán luôn, em ngồi em que rồi, em không có nói gì á. Vậy làm sao mà lấy vợ ở đây, làm sao tôi làm mai làm mối đây? Cái tính nó vậy giờ em cũng không biết làm sao. Mà giờ muốn lấy vợ không? Cũng muốn á chị. Muốn thì bây giờ ráng chút xíu đi, tôi biểu tập. Bây giờ tập thử nắm tay tôi cái coi. Không miễn coi. Đó. Đó. Được rồi. Cảm giác sao? Dạ. Sao? Hơn. Vậy nha, một chút xíu mở màn lên là cứ vậy mình tiến tới nha. Ê. Chưa hùng đúng không? Phụ nữ có hung anh chưa? Cũng chưa nè. Chưa luôn. Mới hung em đó. Hỏi hùng, coi. Hung tay các thường nói thơm. Cảm xúc sao anh? Nói vậy thôi, tay chỉ thơm. Vậy là mất nụ hôn đầu tiên rồi nha. Dễ thương lắm nhưng mà không biết giờ em không biết diễn tả làm sao nữa. Thôi bây giờ kéo màn lên. Cứ gặp là biết. Mà anh nhát quá à. Kệ nhát được. Không cần quá dạng đâu. Một hai ba nhà qua hung liền nha. Hiểu không? Hả? Hơi cay dữ anh ơi. Hả? Nghĩ gì không kỳ? Cái nói từ từ anh ơi. Gì từ từ? Từ có hai người mới hung được. Rồi nè, hai, ba. Hơi. Làm gì chào. Có món quà anh tặng em nè. Trời, gặp phụ nữ mà giống như chào má đi học mới về. Thôi không được. Hả? Từ từ cái gì, từ từ anh ơi. Không đại đi, không hôn tôi không à. Hả? Từ đất ơi, anh hôn đi. Chị ơi, bây giờ chị, cái cảm xúc của chị khi mà nhìn thấy ảnh thì trong chị cảm thấy như thế nào? Cứ nói với anh sao, em cứ nhận xét. Thấy anh nhát quá. Thì anh nhát nhát lắm, anh hiền. Bây giờ hai người nắm tay vô thử cảm giác thế nào. Kệ nó không sao, đây nè, nắm chặt. Nắm im nha, không buông nha. Thử coi cảm giác sao, giữ im nha. Cảm giác sao? Bình thường lắm. Thấy không gì vậy? Gì kì, nắm tay không có cảm giác gì hả? Trời đất ơi, nãy hôn tay cái tường nó thơm. Chị thấy sao, chị cứ nói đại trong người chị cảm nhận ảnh sao? Tức ông này quá trời luôn vậy đó. Anh cảm nhận quá. Anh nhát quá đúng không? Em thì không thích người nhát, em thích là phải mạnh dạn hơn em. Thấy đó. Chưa, mạnh dạn lên. Đúng rồi, em nhát. Vậy thể hiện cái gì đừng nhát đi. Em là em cũng thiên về cảm xúc. Nếu em có cảm xúc thì em mới nhấn nút. Dạ. Trời ơi. Nói nha, phụ nữ phải nhìn thẳng đôi mắt để tìm hiểu chứ nhìn đâu lấy ở ngoài không vậy. Thôi mặt mày đỏ ao hết trơn, máu nó dồn nó tới lỗ tai luôn rồi nè. Bởi vì em nhét cái mình đúng đúng không? Em nói gì đó, em gặp phụ nữ em không biết nói gì, em chỉ hỏi thôi. Bây giờ anh nói một câu thôi nè, một câu thôi kết thúc liền nè. I love you. Nói thử coi, nhìn thẳng nói thử coi. I love you. Có gì đâu khó đâu.
Bây giờ con trai là gặp phụ nữ là quỳ xuống cầu hôn, anh làm được đó không? Này mới quen bình thường rồi chứ chừng nào mình cảm thấy sâu động mới cầu hôn chứ anh. Đúng rồi. Chứ tự nhiên cái mới gặp nhau cầu hôn sao được, ai mình phải lại mình phải từ từ mình mới cầu hôn. Ví dụ mà tình cảm hai người tìm hiểu nhau mới cầu hôn chứ anh. Rồi hết giờ. Hết thời gian. Xúi quá trời xúi luôn vậy đó. Dạ đặt tay ra sau ghế anh nha. Đặt tay suy vô nghĩ nha. Bấm đi. Suy nghĩ thật kỹ và quyết định. Chúng ta có 3 tiếng đếm. Đồng ý hẹn hò thì bấm nút, không đồng ý hẹn hò thì không cần bấm nút. 1 2 3. Hết thời gian. Rồi, mời chị. Mời anh. Chị xích xích vô. Lý do tại sao chị không đồng ý nhấn nút chọn ảnh? Em thấy ảnh rất là dễ thương mà. Cảm giác như không có cái gì cảm xúc lắm. Không có cảm xúc lắm. Còn anh thì sao? Tại sao anh lại đồng ý hẹn hò với chị? Em thấy cũng tuổi tác cũng hợp nhau thì được thì mình lấy mình. Nói em thấy không, nhát quá thì nó cũng không có thuận lợi lắm. Nhát về hoài ế luôn á. Thay mặt chương trình thì xin chúc anh chị sẽ tìm được một nửa của mình. Có thể ở đây hai anh chị không có kết đôi với nhau, nhưng mà biết đâu đó khi tham gia chương trình thì nó có nhiều cái cơ may khác sẽ đến với mình. Mong rằng anh chị sẽ tìm được hạnh phúc. Cảm ơn hai anh chị rất nhiều.